Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện làm bánh mì không cần nhồi bột, một cách làm rất là đơn giản nhưng thật là ngon. Cả nhà có nghe cái tiếng mà bánh mì vừa mới lấy ở trong lò ra nó kêu lách tách không ạ? Mà gõ này, nó giòn như thế này đấy cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó giòn này, rất là ngon luôn đó. Rồi, không làm mất thời gian của cả nhà, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nha. Và chỉ có những nguyên liệu bột mì, nước, đường, muối và men khô, chúng ta có thể làm được những ổ bánh mì thật là ngon cho gia đình mình thưởng thức. Nếu quý vị nào thích ăn đường thì chúng ta có thể cho đường, còn không thích ăn đường thì chúng ta chỉ cần bột, nước, muối và men khô cũng có thể làm được một ổ bánh rồi. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp để làm bánh mì nhé. Và ngày hôm nay thì Thông sẽ làm bánh mì với trọng lượng là 400 gram bột mì, 280 gram nước ấm, 10 gram đường, 8 gram muối và 2 gram men khô. Tỷ lệ bột và nước rất là đơn giản cả nhà. 100 gram bột mì thì chúng ta có thể sử dụng từ 65 gram nước cho đến 70 gram nước. 100 gram bột mì thì chúng ta sẽ sử dụng 2 gram muối. Vì vậy, ngày hôm nay Thông làm 400 gram bột mì, 280 gram nước và 8 gram muối. Đường và men khô thì tùy thuộc vào, nếu chúng ta muốn bánh nở nhanh thì chúng ta tăng thêm số lượng men khô. Còn ngày hôm nay thì Thông làm bánh mì nở chậm, vì vậy 400 gram bột mì Thông chỉ sử dụng 2 gram men. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau trộn bột và làm bánh nhé. 10 gram đường, 280 gram nước ấm, 2 gram men khô, 400 gram bột mì và 8 gram muối. Và ngày hôm nay Thông làm bánh mì với loại bột có tuýp là 405 và cái độ protein của nó là 11%. Cả nhà vẫn có thể sử dụng bột mì đa dụng với độ protein là 10% được nhé. Thông sẽ trộn muối và bột cho đều này. Cho bột vào trong một cái chậu lớn. Và tiếp theo thì Thông sẽ cho hỗn hợp chất lỏng gồm có đường, men khô và nước. 2 gram men khô là nó rất là ít cả nhà, cho nên là chúng ta phải cần thời gian. Tiếp theo thì mình sẽ trộn đều bột và nước, hòa quyện lại với nhau thành một khối. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy nắp đậy lại và cho bột nghỉ. Thông sẽ cho bột nghỉ với thời gian 3 tiếng. Cho bột nghỉ đã xong. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở chậu bột ra và chúng ta sẽ xếp bột nhé. Và cách xếp bột rất là đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng găng tay giống như Thông, hoặc là chúng ta có thể sử dụng tay thường thì tay thường đó. Cả nhà nhớ là nhúng tay vào trong nước để cho bột nó không có dính tay. Và chúng ta cứ kéo bột từ bên này đắp qua bên kia như thế này. Rồi, sau khi Thông đã xếp bột vào thành một khối như vậy thì chúng ta lại cho bột nghỉ. Và thời gian cho bột nghỉ lần thứ hai với thời gian là 30 phút. 30 phút cho bột nghỉ lần thứ hai đã xong. Bây giờ thì Thông sẽ mở nắp chậu bột ra và chúng ta sẽ xếp bột lần thứ hai. Xếp bột lần thứ hai thì chúng ta chỉ cần đơn giản là gấp mỗi cạnh lại với nhau như thế này. Rồi, chúng ta lại cho bột nghỉ lần thứ 3. Và lần thứ 3 cho bột nghỉ cũng với thời gian là 30 phút.
30 phút cho bột nghỉ lần thứ 3 đã xong. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lấy bột ra và vào form cho bánh nhé. Thông dùng cái nắp chậu bột để Thông lấy bột ra, đỡ mất công phải lau mặt bàn. Rồi, đúng ra đó là người ta sẽ ủ bột 4 lần, nhưng mà Thông thấy rằng là 3 lần như vậy là bột nó đã đủ rồi. Mình ủ nhiều quá, cái bột nó chua thì cái bánh của mình nó sẽ không ngon. Cho nên là Thông thấy như vậy là được rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào form cho bánh này. Chúng ta gấp nó vào như thế này. Đó. Ấn nó vào như thế này. Rồi sau đấy đó, mình sẽ cuộn bột lại như thế này. Mình cuộn lại. Và cả nhà có biết không, những cái nếp gấp này này, những cái nếp gấp này này là khi mình nướng bánh đó, là tự động nó sẽ bung ra. Còn nếu chúng ta muốn thành bông thành hoa đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái mặt bên này và chúng ta dùng dao chúng ta cắt. Đó, nó có nhiều cách để làm lắm. Đấy, chúng ta gấp lại như thế này này thì một hồi nữa bột nó sẽ bung theo cái nếp mình gấp vào và nó sẽ nứt bánh tự nhiên. Ngày hôm nay thì Thông sẽ ủ bánh ở trong cái rổ ủ đây. Đây là cái rổ ủ. Và để cho bột nó không có dính trong cái miếng vải đó thì Thông sẽ lấy bột gạo nha. Cái này là bột gạo này chứ không phải bột mì này. Đó, Thông rắc bột gạo vào. Thông rắc bột gạo vào đây để cho nó không có dính cái miếng vải. Rồi sau đấy đó thì Thông sẽ lấy bột Thông bỏ vào. Rồi, như thế này đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ủ bánh trong vòng 60 phút. Và sau 60 phút thì mình sẽ lấy bánh ra và chúng ta bật lò nướng để nướng cái ổ bánh mì này. 60 phút cho bột nghỉ đã xong rồi. Wow, nó nở lên rồi cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bật lò nướng nha cả nhà. Ngày hôm nay thì Thông sẽ nướng bánh bằng cái nồi gang. Đầu tiên thì Thông sẽ để cái nồi gang này vào trong lò nướng và Thông sẽ bật nhiệt độ 230 độ C, lửa trên, lửa dưới có quạt. Trong khi mình chờ cho nồi gang nóng thì Thông sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách chúng ta cắt giấy nướng bánh để mình bọc cái bánh này lại nhé. Đây là một cái tờ giấy nướng bánh đã được cắt sẵn này. Thì Thông sẽ gấp lại làm 4. Rồi tiếp theo thì Thông sẽ gấp lại thành hình tam giác như thế này. Sau khi Thông đã gấp thành hình tam giác như thế này rồi thì Thông sẽ dùng kéo này. Chúng ta sẽ cắt một góc đi như thế này. Và Thông sẽ có được một hình chữ thập dấu cộng như thế này. Đó. Và cái hình dấu cộng này thì nó sẽ vừa với cái ổ bánh như thế này. Một chút xíu nữa sau khi mà mình chờ cho cái nồi gang nó đủ độ nóng đó, thì mình sẽ lấy nồi gang ra và mình sẽ lật cái bánh này lại và mình sẽ cầm cái tờ giấy này mình để vào trong nồi gang. Rồi bây giờ thì Thông sẽ chờ cho nồi gang đủ nhiệt độ nhé. Nhiệt độ lò nướng đã đủ rồi. Bây giờ thì Thông sẽ lấy cái nồi gang ra ngoài nè. Và tiếp theo thì như hồi nãy Thông đã chia sẻ với cả nhà đó, là chúng ta sẽ ụp ngược cái rổ bánh. Mình lấy bánh ra nè. Rồi, ở đây đó, nếu mà cả nhà muốn rạch bánh thì rạch, nhưng mà hồi nãy như Thông đã chia sẻ là chúng ta xếp ngược bột lại đó, là một chút xíu nữa bột nó sẽ tự động nó nứt ra. Bây giờ thì Thông sẽ mở nắp nồi gang ra và Thông sẽ đặt cái bánh vào trong nè. Rồi bây giờ Thông sẽ đặt nắp nồi gang lại. Và thời gian nướng bánh sẽ là 30 phút có nắp. Rồi sau đấy chúng ta sẽ mở nắp vung ra, chúng ta sẽ nướng không nắp thêm 15 phút nữa. Xin hẹn gặp lại cả nhà sau thời gian nướng bánh nhé. 30 phút nướng bánh đã xong. Bây giờ thì Thông sẽ mở cái nắp vung ra nè.
Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Và mình sẽ lấy cái tờ giấy ra. Mình sẽ lấy cái tờ giấy này ra. Wow, cả nhà nhìn này đẹp chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ nướng thêm 15 phút nữa nha cả nhà. Cả nhà ơi, 45 phút nướng bánh mì đã xong rồi. Và đến cái giây phút này thì cả nhà thấy là ổ bánh mì của Thông ngày hôm nay làm tuyệt vời không? Rất là ngon cả nhà ơi. Ngon và xốp lắm, nhẹ lắm. Ngon lắm luôn. Thông phải gỡ găng tay ra này và bắt đầu Thông gõ cho cả nhà nghe này. Rất là ngon. Còn nóng lắm cả nhà ơi. Mà cả nhà nghe nó rộp 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 luôn à. Rất là ngon luôn đó. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì Thông phải đợi cho bánh nó nguội thì lúc đó Thông mới cắt bánh để Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nha. Tan tan. Cả nhà ơi, bánh mì Thông đã làm xong rồi đây. Nó vẫn còn hơi ấm ấm, nhưng mà tại vì cái tính của Thông nó lạ lắm, không đợi nó nguội được. Mình phải cắt cái lúc nó nóng như vậy này để cho cả nhà theo dõi là nó ngon như thế nào nha. Rồi bây giờ thì Thông sẽ cắt một miếng. Đây cả nhà, cả nhà thấy này, bánh nó xốp kia không? Đó, xốp quá trời này, giòn quá trời luôn, rất là ngon. Mình cắt thêm một miếng nữa nha. Wow, 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 rất là ngon. Rồi, cả nhà thương mến, cả nhà yêu thích kênh YouTube của Thông thì cho Thông xin một like, đăng ký, chia sẻ và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!